Em xin chào tất cả các bác nhé. Em cũng lên một phiên bán hàng này để chia sẻ đến các bác rất là nhiều loại luôn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục sưu tầm được một lô đen rô xuân rất là đẹp luôn các bác nhé. Đen rô xuân hàng bán nói chung là rất là nhiều bác sưu tầm về cái dòng này của em. Thật sự là cái dòng đen rô, nó là đen rô xuân lá mít 4N, hàng thân thủ các bác nhé. Đấy, cái loại này thì có ít thôi vì nó cũng là một cái dòng đen rô mới, này là cái hoa của nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Bông to lắm là to luôn đấy, hoa màu thì tuyệt vời. Đấy, cái dòng này thì chơi lá cũng rất là đẹp. Đấy, thì các bác Tết sẽ chơi hoa rất là sai luôn nhá. Đấy, cái đen rô xuân mít 4N này đẹp lắm. Đấy, mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu. Lá to như lá đa, lá nhăn nữa các bác nhá. Đấy, thì trước tiên đấy thì em cũng sẽ lên cho các bác các cái mã của đen rô xuân trước. Thì phiên ngày hôm nay rất là nhiều loại luôn cả nhà ơi. Đấy, thì các bác vào xem theo dõi và ủng hộ cho em nhá. Đấy, đen rô xuân, hàng thân thủ lá mít. Đấy, thì các bác sưu tầm thì ủng hộ cho em thì gọi điện qua cái số điện thoại 0394547221 nhé. Số đấy cũng là số Zalo của em. Các bác có thể gọi qua Zalo hoặc add Zalo hộ em nhé. Phiên video hôm nay em sẽ chia sẻ đen rô rô xuân cái giá gốc rất là hợp lý, giá rẻ cho các bác nhá. Đó, chậu tuyển chọn hôm nay em nhặt ra được 6 chậu tuyển. Đó, đẹp để chia sẻ đến các bác. Thì các bác chọn theo mã giúp em nhá. Cái mã 1 này. Đó, các bác nhìn này, những cái mầm của nó này. Lá to lắm là to luôn, lá to nhá, thân cũng rất là đẹp. Đó. Thì cái mã 1 em chia sẻ với giá là 280.000 cho chậu mã 1 này. Đó. Chậu mã 2. Đây ạ. Chậu này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 280. Chậu này to quá, nhiều thân. Đôi 4 6 8 10 mười mấy thân hoa luôn đấy các bác ạ. Đấy. 280 cho chậu mã 2. Chậu mã 3. Đây ạ, chậu mã 3 đây. Thân đẹp lắm. Mã 3 em chia sẻ cho các bác với giá là 260 cho chậu mã 3. Chậu mã 4 này. Đấy, mã 4 250. Chia sẻ đến các bác cái giá gọi như là rất là hạt rẻ. Đấy, giá gọi như là cái giá mà bán lấy số lượng nha các bác nhá. Nên là cái giá nó cực kỳ lãi, rất là thấp luôn. Đấy, các bác mỗi bác ủng hộ cho em vài chậu đi. Cái giá như này thì thật sự với các bác là quá là đẹp luôn ạ. Mã 4 em chia sẻ 250. Đấy. Cái mã 5. Cái mã 5 này tán nó rất là tròn các bác nhá, tán tròn đây to đẹp. Cái mã này 280 này. Bình thường cái chậu này em bán 300 thì 350 đấy. Đấy, phiên hôm nay thì em cũng chia sẻ cho các bác cái giá phải gọi như là lời cực kỳ là ít thôi các bác nhá. Đó. Mã 6. Mã này mã 5 chứ, mã 5 280. À mã này là 280 này, mã này là mã 5. Mã 6 này. Mã 6 này. Đôi 4 6 8 9 10 thân luôn các bác nhá. 250 cho mã này là mã 6. Cái mã 7 này thì là cái mã rất là đẹp luôn các bác ơi. Siêu đẹp. Đó. Cái mã này thì riêng cái mã này em chia sẻ cho các bác với giá 330 nhá. 330 cho cái mã này là mã siêu đẹp. Đó, mã 7. 330. Đó. Tiếp theo, em có các cái mã của Koraki thì thật sự với các bác là nó là một cái hàng mà rất là nhiều bác sưu tầm. Hoa của nó rất là thơm cả nhà nhá. Em sẽ lên qua cái mặt hoa để một số bác chưa có cái dòng Koki thì có thể xem mặt hoa và có thể ủng hộ cho em ạ. Em sẽ cho cả nhà xem cái hoa nó nở tại vườn. Đấy, bông nở tại vườn luôn, các bác có thể ngắm này. Đây ạ. Màu hoa rất là đẹp luôn các bác nhá. Màu hoa đẹp và hoa rất là thơm, nó một dòng dáng hương. Đấy, mà các bác biết rồi, dáng hương thì hoa nó rất là thơm đấy ạ. Hàng của em là hàng nuôi nâu, hàng đã cho hoa nha các bác nhá, không phải hàng vừa lên chậu đó, cây nó khác hẳn nhau. Đó. 500k cho chậu mã 1 này. Chậu 2 cây rất là to đẹp luôn ạ, 500k. Đó. Mã 2 này. Đó, em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 500k cho chậu mã 2. Và có một cái chậu Koraki nuôi lâu, hàng đã nuôi thuần rất là lâu rồi, chậu 2 cây này. Hàng trung bình thì em chia sẻ cái mã này với giá là 280 này. 280 cho chậu này, bác nào sưu tầm thì ủng hộ cho em chậu này là 280 cho chậu mã 3 Koki. Tiếp theo em có đuôi chồn. Đây, chồn hôm nay thì em có là hàng chồn này là chồn hồng các bác nhá. Chồn hồng tím rất là đẹp luôn. Đó, chồn hồng 2 cây to là xếp đẹp. Đây, em lên cái mặt hoa. Cái chồn hồng này á, cái năm vừa rồi em bán được cực kỳ nhiều luôn. Vì là cái lúc có lũ ý, nhiều bác sưu tầm lắm ấy. Ngồng hoa nó dài nha các bác nhá, bông của nó rất là đẹp. Nó gần giống như bông của đai châu ấy các bác ạ. Đấy, thì cái chồn cái mã 1 này chậu 2 cây đẹp này này. Em chia sẻ cho các bác cái mã này với giá là 320.000 cho chậu chồn hồng mã 1 nhé.
trộn hồng mã 2 em cũng chia sẻ với giá là 320. Đấy, lá to đẹp ạ, 320 nhá. Đấy là đuôi trồn. Và hôm nay có hai cái mã của hỏa hoàng cam này. Đây, hỏa hoàng cam, hàng dề các bác nhá. Hàng là đang lên nụ lên hoa đây. Đấy, dề mã 1 này. Chia sẻ cái dề mã 1 này với giá là 180.000 cho dề mã 1. Đấy, bác là sưu tầm giống thì ủng hộ cho em 180 này. Đó, dề mã 1 của hỏa hoàng cam 180. Dề mã 2 vừa lụ vừa hoa luôn các bác này. Dề này đẹp quá này. Dề mã 2 220. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, đang nụ đang hoa. Đây là đang tiếp tục lên nụ nữa này. 220 cho dề mã 2 nhá. Bắt đầu lấy dề mã 2 chốt cho em 220. Đó, 220.000 cho dề mã 2 của vải hoàng cam. Đó. Tiếp theo em có một cái chậu tam bảo sắc hoa trắng. Tam bảo sắc hoa trắng này thì hàng sẽ em sẽ bảo hành hoa cho các bác luôn, trắng tinh nhá. Chậu 2 cây đi ạ, chậu 2 cây như này. Đó, chậu 2 cây này. Em chia sẻ cái chậu này với giá là 600.000 nhá. 600.000 cho chậu của tam bảo sắc hoa trắng. Tiếp theo em có mấy cái mã thanh lý. Đây có mấy cái mã châu thanh lý này. Bán giá rẻ cho các bác nhá. Đây cả nhà ơi. 1 cây này. 2 cây này. Nó bóc trụ ra đấy. 2 cây, 3 cây. Cây này đang đẻ con nữa này. Sổ lẫn lộn tất cả các màu nhá. 3 cây này. 4 cây này, cây này nhỏ như thế này vẫn đang tiếp tục ra rễ này các bác này. Đấy, 4 cây này. Và 5 cây, cây này thì mất ngọn đã đẻ con đây rồi. Đấy, thì 5 cây này bác nào lấy em để giá 100k cho 5 cây con này. Về các bác ghép được một chậu to vật vã luôn đấy mà có 100.000 thôi. Rẻ nhất quả đất nha các bác nhá. Và tiếp theo em có mấy cái mã của hải yến hoa trắng. Ô cái dòng hải yến hoa trắng này á nó đẹp lắm ấy các bác ạ. Đây em sẽ lên cái hoa. Nó nở ở vườn hôm ấy đẹp. Hôm nay em có lưu lại một cái mấy cái chậu nó có cái nở cái bông ấy. Thì em đi tìm lại cho các bác cái hoa đẹp lắm. Bông của nó hoa trắng tinh. Trắng tinh luôn các bác nhá. Hôm trước nó nở mấy chậu em có chụp lại đấy. Để em đi kiếm lại cái hoa em cho các bác ngắm. Bông của nó gần giống như bông của đai châu ở đây rồi. Đấy, bông của nó gần giống như bông của đai châu này. Đấy, chụp tại nhà nhá. Trắng tinh luôn các bác ạ, trắng lõn là luôn. Thì có mấy cái mã này em thanh lý luôn nhá. Đấy, trước thì một chậu như này em bán với giá là 180-200. Mấy cái chậu này thì nó chỉ là gọi như này. Lỗ rất là nhẹ thôi, nó chỉ là vài cái vết khô thôi này. Đấy, cây này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 80.000 cho cây hải yến trắng mã 1 này. Trước em bán 180-200 cây nhỉ đấy. Mã 1 hải yến 80 thanh lý này. Mã 2. Mã 2 đây, hai cây này hai cây như này. Đây các bạn này, cây 1 này. Cây 2 này. Đấy, hai mã này em chia sẻ cho các bác hai cái mã này với giá là 70.000. Anh bật anh đi. 70.000 cho cái mã của hải yến mã 2 này. Cái mã 3 này thì nó hơi xấu nhưng nó cũng đã rất là đẹp. Đây, nó mất ngọn nhưng nó đẻ con này các bác này. Đấy, 1 cây này. 2 cây. Cây này mất ngọn đẻ ra được 2 con nữa. Là 2 cây này. Và 3 cây. Cây này thì còn ngọn và đang đẻ con đây. Đấy, cái mã này thanh lý cho các bác với giá là 60.000. Cái mã 3, 60. Đấy, bác nào lấy thì chốt ủng hộ cho em mấy cái mã hải yến trắng này nhá. Tiếp theo em có một cái mã của hỏa hoàng cam. Cái mã hỏa hoàng cam này cũng thanh lý này. Cây này rất là to. Đấy, nó bị rơi của cái giò to ra. Đấy, cây này ngọn còn nguyên này. Đấy, một cây này. Hai cây. Cây này mất ngọn thì nó sẽ đẻ con nhá. Vẫn ra hoa bình thường. Hai cây. Ba cây. Cây này cũng còn ngọn này. Và bốn cây. Bốn cây, cây này mất ngọn. Mã này em cũng chia sẻ cho các bác với giá 80.000 cho cái chỗ này. 80.000 cho cái mã hỏa hoàng cam thanh lý nhá. Đó. Ở tiếp theo thì em sẽ có một cái loại lửa. Một loại lửa này là các cái mã của hoàng nhạn lai với mặt trời Bangkok. Đây em sẽ lên cái mặt hoa. Cái dòng nó là một dòng mới, hoa rất là đẹp và thơm ấy cả nhà. Nó rất đẹp và thơm luôn đây mặt hoa của nó đây. Đó, chụp tại vườn nhá. Mặt trời Bangkok lai với cả hoàng nhạn. Hoa rất là thơm luôn cả nhà ơi và dòng này nó rất là siêu hoa nhá. Đây em sẽ có các cái chậu đôi này, chậu đôi mã 1 này. À, em chia sẻ cái mã 1 chậu đôi này với giá là 400k. Đấy. Mã 2 chậu đôi này cũng chia sẻ với giá là 400.000 này các bác này. Và cái chậu cây đơn này em chia sẻ với giá là 220. Đấy, 220 cho cái chậu nhạn lai Bangkok.
Và hôm nay em có mấy cái mã của Hoàng Nhạn 4N, hàng cây vếp VIP đẹp nha các bác nhá, cây rất là dài to luôn. Hôm nay chia mã ra cho các bác. Đấy, Hoàng Nhạn 4N thì các bác cũng có thể ngắm qua mặt hoa cho em. Bông đẹp tuyệt vời mặt trời luôn các bạn. Bông to nhá, bông to cánh dày. Hoa thì cực kỳ thơm, thơm đậm lắm. Đó, Hoàng Nhạn hoa bao thơm luôn. Và riêng cái dòng 4N này thì các bác chơi lá cũng rất là ok nhá. Cái chậu mã 1 này, hai cây rất là đẹp này. Đó, hai cây rất là đẹp luôn, lá xếp này. Nó dài lắm các bác nhá, cái chậu này nó dài lắm đấy. Cây nó dài, đôi 4, 6, 8, 10, mỗi cây mười mấy cặp lá cơ. Đó là hàng cây to mà. Đó. Cái chậu nhạn 4N mã 1 này, em chia sẻ cái mã này với giá là 1 triệu tư nhá. 1 triệu tư cho cái chậu mã 1. Hai cây rất là to. Đấy, hàng đuôi thuần lâu năm. Đấy, lúa rất là lâu rồi về một cây như này nó cũng to lắm. Đấy, chậu hai cây to này 1 triệu tư mã 1 này. Mã 2 này. Cái mã 2 này thì cái cây này nó bị khô một chút nên em cắt ra thôi. Đấy, còn cái cây này rất là đẹp nhá. Đấy, đẹp không? Lá xếp chân rết. Đấy, cây bên này rất là ok này, cái này đẹp không? Ui giời. Đấy. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 200 nha các bác nhá, 1 triệu 200 cho cái mã này, mã 2. Và cái mã 3. Cây siêu dài luôn các bác ơi. Đây các bác nhìn này. Cây nó dài lắm, nó dài ấy. Đấy, em sẽ quay cho các bác ngắm cái cây của nó này. Nó phải dài, cái cây này nó còn đang đẻ con đấy các bác này. Cây này đang đẻ con nữa này. 2 4 6, cây này phải dài tầm 70 đến 80 cm luôn, nó dài lắm. Đấy, cái chậu này bác nào lấy em cái mã này thì cái lá này nó hơi bị rách đây này, nó vận chuyển nó hơi bị rách, còn lá ngọn vẫn nguyên bình thường nhá. Đấy, cái mã này bác nào lấy em cũng để với giá là 1 triệu 3 này. 1 triệu 3, hai cây rất là dài to nhá. Đấy, quay từ trên xuống cho bác xem. Đấy, 1 triệu 3 cho con này. 1 triệu 3 cho mã 3. Đó, đấy là mấy cái mã của Hoàng Nhạn 4N đẹp nhá. Bác nào lấy mã nào thì ủng hộ cho em. Đây có một cái mã Hoàng Nhạn 4N. Giò hai cây, cái cây bên này nó rất là đẹp luôn này, nó xếp 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 khít luôn ấy. Đấy, giò này giò hai cây nguyên một gốc luôn. Đấy, cây này thì lá nó là hàng lá to mít xếp rụt này, lá 5,5 cm gì đấy luôn đấy các bác ạ. Đấy, cái giò này bác nào lấy thì em chia sẻ với giá là 750.000 nhá. 750.000 cho cái giò Nhạn 4N này, mít xếp rụt này. Cây mẹ của nó to. Đấy, cây con thì lá xếp xếp khít ấy. Đấy. Cái mã 4N này 750.000 này. Và tiếp theo thì em sẽ có một cái mã 4N giá thanh lý. Cái cây này thì em tách cái chậu hôm trước ra. Thì có một cây lấy lẻ hôm nay em thanh lý luôn, giảm cho các bác với giá là 250.000 nhá. Nhạn 4N lá chỉ thiên. 250.000 cho mã này. Bác là chốt cho em này, chốt cho em mã không nhá. Và tiếp theo hôm nay em có một cái mặt hàng nữa là các cái chậu của mặt trời Bangkok. Đó. Hoa của mặt trời Bangkok đây, em sẽ lên cho cả nhà ngắm. Nở tại vườn. Hoa thơm dã man con ngan luôn. Đây các bạn này. Đó, đây. Đây. Đó. Bông thơm cực kỳ luôn nhá, cái dòng này siêu hoa. Một năm nở rất nhiều đợt. Đó, thì hôm nay em chia sẻ đến các bác là 180.000 cho một chậu. 180.000 cho một chậu này, cây rất là đẹp này. Đấy, cái dòng này nó siêu hoa hoa thơm. Và em có mấy cái chậu cây đôi thì em chia sẻ với giá là 220.000 cho chậu cây đôi nhá. Bao lấy chậu cây đôi chốt cho em 220, có khoảng 3 4 chậu cây đôi thì thôi. Nó đa số là cây 1 1 1 cây 1 là 180, cây đôi là 220 nhá. Đó, cây 1 thì từ 3 cây em sẽ bao ship cho các bác. Đấy là mặt trời Bangkok nhá. Đây em có mấy cái chậu của quế tím. Mấy cái quế tím này hôm nay em cũng xả luôn. Đấy, cho các bác sưu tầm làm giống nhá, quế tím thuần rất là lâu rồi. Cái mã 1 quế tím này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 này. 150.000 cho chậu quế tím mã 1 này. Đấy, các bác sưu tầm làm giống nhá. Hàng này nuôi rất là lâu đấy các bác ạ. Đấy, 150 cho chậu mã 1 này. Chậu mã 2 to nhiều cây này, 180. 180 chậu mã 2. Và có một cái chậu hoàng nhạn rừng. Chậu này rất là nhiều cây luôn. Đôi 4, 6, 8, 10, 11, 12 cây gì đấy các bác nhá. Cái mã hoàng nhạn rừng này em cho các bác sưu tầm làm giống là 250.000 cho chậu hoàng nhạn rừng đấy các bác nhá. Hoàng nhạn rừng này chốt cho em 250. Đây em có một cái trụ trụ nhạn 4N này 9 cây luôn này. Quay trụ này nó hơi tối. Trụ này 9 cây nhá. Hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 6 này. 1 triệu 6 cho trụ nhạn 4N này.
nhiều cây lắm, toàn cây to, hàng nuôi rất là lâu rồi, bộ rễ bám chặt, bám chằng bám chịt rồi. Đấy, 1 triệu 6 cho cái trụ nhạn này nhá. Bắt đầu lấy trụ nhạn này chốt cho em 1 triệu 6. Đấy thì mã này cũng mã cuối của video ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và gặp lại các bác những phiên video tiếp theo ạ.